Chào tất cả các bạn. Đây là video thứ ba về trùng đế giày Paramecium. Ở hai video trước ta đã xem về hình dạng, cách thức ăn uống và bài tiết, phản ứng của chúng với ánh sáng và quan sát các tinh thể trong người chúng nhờ kính hiển vi phân cực. Video này có hai phần. Phần đầu ta sẽ xem chúng sinh sản như thế nào, còn phần sau ta sẽ chứng kiến những giây phút cuối đời của chúng. Phần 1: Sinh sản của trùng đế giày. Cũng như nhiều loài sinh vật đơn bào khác, trùng đế dày phân chia bằng cách phân đôi, tạo thành hai tế bào mới gần giống nhau và bằng khoảng một nửa của tế bào ban đầu. Trùng đế dày có hai loại nhân, một nhân to và một vài nhân nhỏ. Khi phân chia, đầu tiên các nhân nhỏ nhân đôi lên về số lượng, nhưng các nhân to không nhân lên mà chỉ được chia đôi. Sau đó nhân nhỏ và nhân to dồn về hai hướng khác nhau của tế bào. Cơ thể tế bào mẹ co thắt lại ở giữa và quá trình phân chia tiếp tục xảy ra cho tới khi cơ thể tế bào mẹ tách làm hai. Kiểu phân chia này rất khác với phân bào nguyên phân thường mô tả trong sách giáo khoa. Trùng đế dày chỉ có thể sinh sản vô tính, đôi khi ta thấy hai con trùng đế giày ghép đôi với nhau. Trong quá trình này, hai cá thể có thể trao đổi vật chất di truyền. Tuy nhiên, quá trình này không dẫn tới sự sinh sản. Tìm được một con trùng đế giày đang phân chia không phải là dễ dàng gì. Trong hàng trăm con mới có một con đang phân chia. Sau nhiều lần tìm kiếm thì tôi cũng phát hiện ra một con có hình dáng khác thường với phần thân hơi thắt lại bây giờ ta sẽ xem quá trình phân chia diễn ra như thế nào tôi cho rằng quá trình co thắt tế bào kéo dài khoảng hơn một tiếng nếu chỉ quan sát bình thường thế này ta chỉ có thể nhận ra tế bào đang phân chia khi nó đã tạo ra một nút thắt khá rõ ở giữa cơ thể rồi nhưng thực ra quá trình phân chia bắt đầu từ trước đó rất lâu vì vật chất di truyền của nó phải nhân lên rồi lại chia làm hai cho tế bào con tôi chưa quan sát được sự phân chia vật chất di truyền của chúng Cái ta đang xem đây là giai đoạn sau của quá trình sinh sản khi vật chất di chuyển đã được chia đều cho hai tế bào con và tế bào mẹ đang được co thắt lại. Toàn bộ video này dài khoảng 35 phút từ lúc tôi phát hiện ra con trùng đế dày cho tới khi nó phân chia xong. Tuy nhiên, tôi chỉ trích ra một vài đoạn cho đỡ tốn thời gian của các bạn. Vì quá trình này kéo dài lâu mà bọn trùng đế dày chuyển động khá nhanh nên tôi phải liên tục đuổi theo nó quay bằng vật kính có độ phóng đại cao thì dễ bị mất đối tượng hơn thế nên tôi chỉ quay bằng vật kính 10x tức là độ phóng lại 100 lần này. chỉ quan sát bằng kính hiển vi thông thường như thế này ta không biết được các vật chất bên trong tế bào được chia làm hai như thế nào hay màng tế bào mới được tạo thành ra sao tuy nhiên tôi có thể nhận ra rằng khi chúng vừa mới thắt eo lại như thế này chúng đã có rãnh miệng riêng rẽ rồi đây mình nhìn thấy hai rãnh miệng ở hai bên cơ thể và như thế tôi có thể đoán được là chúng đã có thể kiếm thức ăn một cách độc lập khi cái eo mỗi lúc một nhỏ lại dòng chảy tế bào chất từ bên này sang bên kia của con trùng đế giày cũng giảm dần ở giai đoạn này ta có thể thấy rất rõ là dòng tế bào chất vẫn chảy khá tự do từ bên này sang bên kia còn ở giai đoạn này ta thấy vật chất khó đi từ bên này sang bên kia hơn ví dụ hạt đen này đến chỗ có thắt lại quay ngược trở lại đó là vì eo thắt giờ đã sắp hoàn thành rồi lỗ hổng nối liền hai bên, nếu có thì chỉ là rất nhỏ thôi. Eo thắt càng lúc càng chặt hơn. Cuối cùng thì hai tế bào con cũng tách ra khỏi nhau. Một trùng đế dày mẹ ban đầu đã phân đôi thành hai trùng đế dày mới. Một câu hỏi mà ta có thể đặt ra là trùng đế dày khi phân đôi thì hướng đầu đuôi của hai tế bào con sẽ như thế nào? Khi phân chia thành công, ta có thể nhận ra rằng trùng đế dày khi phân chia đã, đã tạo ra hai tế bào có hướng là đầu đuôi, đầu đuôi. Rất là dễ hiểu vì con trùng đế dày khi phân chia đã giữ nguyên hướng đầu đuôi ban đầu. Cái đầu của con mẹ vẫn là đầu của con con Và cái đuôi cũng thế Thế nên phần ở giữa phải là đuôi và đầu nối tiếp nhau Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 Nói về cái chết của trùng đế dày Đến cuối quá trình quan sát khoảng một tiếng gì đấy Nếu tôi không bổ sung thêm nước Thì nước trên làm kính bắt đầu khô đi Mấy con trùng đế dày vì nhiều lý do như là bị ép giữa lam kính và lamen cũng đã trở nên yếu hơn và bắt đầu chết Con trùng đế dày này đang bắt đầu chết Trùng đế dày thường khá dài nhưng con này lại rất tròn Chắc là vì nó bị lamen đè lên Mặc dù các lông của nó vẫn còn vận động khá mạnh Nhưng dòng chảy tế bào chất đã không còn rõ ràng Con vật ngày càng phình lên theo chiều ngang Mà ngoài cùng của nó tách ra khỏi thân chính và cũng phồng lên Cuối cùng, trên màng tế bào của nó có những chỗ nứt vỡ và vật chất bên trong cơ thể nó bị quấn ra ngoài. Con vật tội nghiệp đã hy sinh vì khoa học. Đây là một ví dụ khác Con vật đã ngừng chuyển động Trong chảy tế bào chất cũng không còn nữa Mặc dù các lông vẫn hoạt động Màng của nó tách nó khỏi thân và phồng lên ở nhiều chỗ Rồi con vật vỡ tung ra như một quả bóng nước Khá là kỳ khủng đến cuối quá trình quan sát nước bị bay hơi gần hết chỉ còn sót lại một ít chỗ quanh hòn đảo cái viên màu sáng này là mép nước một bên đã khô một bên còn nước khi nước rút đến đâu thì bọn vi khuẩn bị giặt sát vào quên nhân đầy ở đây tôi ghi được cảnh một con trùng đế dày bị nước rút để chết đúng lúc tôi tăng độ phóng đại thì nó bị vỡ ra và vật chất trong người nó tràn ra ngoài. Video thứ ba này về trùng đế dày Paramecium đến đây là hết. Các bạn hãy đón xem các video sau.